Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Thủy ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi nè. Giá thì vài trăm ha. Cái này có 250, 200 luôn. Bao ship toàn quốc. Mong quý vị ủng hộ cho chị Thủy ha. Bày đế luôn. Rồi, chào chị. Rồi, chào Tâm, chào cô chú anh chị trên toàn quốc yêu mến mai vàng ha. Em tên Thủy, em ở Long Hòa, Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang ạ. Hôm nay em có giao lưu cùng cô chú mình một số lô mai giảo Thủ Đức ha. Yeah. Hình thức bên em là bao ship toàn quốc, bao sống 2 tháng ạ. Số điện thoại nằm trên tiêu đề cũng là số Zalo của em. Yeah. Rồi em không đợi cô chú mình chờ lâu, em vào mã số 1 ha. Rồi, số 1. Rồi, em này chiều cao khoảng 1,5 m nha cả nhà. Rồi, hoành em nó là hơn gần 24 tính 23 luôn. Rồi một em tầng lỡ rất là đẹp ha. Bộ đế cực kỳ đều luôn. Rồi, mã số 1 này em giao lưu chỉ có 700. Rồi, 700. Rồi, em qua mã số 2. Bonsai lắc lượng. Rồi, cao em nó là 43. Hoành là gần 18 tính 17 luôn. Rồi, mã số 2 này em giao lưu chỉ có 250. Rồi, 250. Rồi, mã số 3. Quá trời của bố đế rồi, một em tán đầu đinh đế đẹp luôn ha. Rồi, chiều cao em nó là 30. Rồi, hoành em nó là 19,5. Đây, ngồi đế nè. Khối đế luôn. Rồi, mã số 3 này em giao lưu chỉ có 270.000. 270. Rồi, rồi cây số 4. Số 4 chiều cam nó là 58. Rồi, hoành nó là 22. Ủa, 21. Đế nè. Rồi, mã số 4 này em giao lưu chỉ có 250. 250. Rồi, qua cây số 5. Rồi, cao em nó là 69. Hoành em là 19. Có dư ha. Này, cái rộng lắc quái quái. Đế cũng đẹp luôn cả nhà. Rồi, mã số 5 giao lưu 300. 300. Rồi, cây số 6. Cao là 70. Hoành là 15. Rồi, mã số 6 này em giao lưu chỉ có 200. Rồi, 200. Rồi, cây số 7. Cao là 52. Rồi, hoành là 22 cả nhà. Rồi, mã số 7 này em giao lưu chỉ có 350. Rồi, 350. Rồi, cây số 8 luôn. Rồi, cao em nó là 38. Hoành là 21. Rồi, mã số 8 này em giao lưu chỉ có 350. 350. Bài quái ha. Rồi, cây số 9. Cao là 34. Rồi, trên chị. Cắn mấy cái nhánh nhỏ nè. Rồi, hoành em đó là 18 luôn. Quá trời, cây nào nhỏ mà đế cũng đẹp hết cô chú anh chị ạ. Rồi, mã số 9 em giao luôn chỉ có 250 ha. Rồi, 250. Rồi, bao ship toàn quốc luôn ạ. Rồi, cây số 10. Cao là 55. Hoành là 17,5. Đế nè. Một nồi đế đặc ha. Rồi, mã số 10 này em cũng giao luôn chỉ có 200. 200. Rồi, cây 11. Cao là 71. Rồi, hoành nó là 20 yếu ha. Rồi, mã 11 này em giao lưu chỉ có 270.000. 270. Rồi, cây 12. Cao là 81. Hoành là 20.
tốt thân tàn dụ ha. Rồi mã 12 này em giao lưu 350. 350. Rồi cây 13. Cao là 67. Rồi hoành là 17,5 tính 17 luôn ha. Để nha. Nồi đế luôn. Rồi mã 13 này em giao lưu cũng có 250 luôn. Rồi 250 luôn. Rồi cây 14. Cao là 43. Rồi hoành em nói là 15. Rồi mã số 14 này em cũng giao lưu chỉ có 200 luôn. 200. Rồi qua cây 15. Một em dán trực. Rồi cao là 68. Qua đây ha. Rồi hoành là 21 ha. Rồi mã số 15 này em giao lưu là 250. 250. Rồi cây 16. Rồi cao là 60. Rồi hoành em đó là 19 có dư luôn cả nhà. Một rộng, rộng lắc tay cành điều nè cô chú anh chị. Rồi mã số 16 này cũng là 350. 350. Rồi cây 17. Dán trực. Cao là 31. Rồi hoành nó là 16,5 ha. Này nó lắc nghe giống như tựa con thú. Rồi mã 17 này em giao lưu 200. 200. Rồi cây 18. Cao là 61, phổ 81. Rồi hoành tính 14 luôn cả nhà. Đế rất đẹp ha, tay cành điều luôn. Rồi mã 18 này em giao lưu 150. 150. Rồi cây 19. Cao là 64. Hoành là 19 luôn. 19 yếu xíu ha. Rồi mã 19 này chỉ có 200 cả nhà. 200. Giá mềm luôn. Rồi cây 20. Cao là 60. Đây hoành là gần 23 luôn, hoành 23 ha. Củ của nó. Rồi củ 39. Rồi mã 20 này em giao lưu là 450. 450. Rồi cây 21. Cao là 31. Rồi hoành 20. Em tán đầu rinh rất là đẹp nè cả nhà. Rồi mã 21 này em giao lưu 300. 300 thôi. Rồi cây 22. Cao là 59. Rồi hoành em đó là 11 ha. Rồi mã 22 này em giao lưu có 150 cả nhà. 150. Rồi cây 23. Cao là 78. Rồi hoành 20 luôn. Rồi tay cành. Củ nở luôn. Rồi mã 23 này em giao lưu là 350. 350. Rồi cây 24. Cao là 59. Rồi hoành là 18. Rồi mã 24 này em giao lưu 250. 250. Rồi cây 25. Cao 60. Rồi hoành là 21,5 ha.
Rồi mã 25 này em giao lưu chỉ có 350 luôn cả nhà. Rồi 350. Hoành to giả nhỏ luôn. Rồi cây 26. Cao là 43. Hoành 17. Rồi mã 26 này em giao lưu chỉ có 200. 200. Rồi cây 27, cây trực tàn dù luôn. Dạ, phong tàn dù ha. Năm chi luôn cả nhà. Rồi cao là 82. Hoành là 16 ha. Để đây. Có năm chi y nha, cái tàn dù luôn cả nhà ơi. Rồi mã 27 này em giao lưu là 250. 250. Rồi cây 28. Cao là 60. Rồi hoành 21. Đấy. Rồi mã 28 này em giao lưu 300. 300. Rồi em qua cây 29. 29 cao là 73. Rồi hoành 17 luôn. Rồi mã 29 này em giao lưu là 270 nghe. 270. Rồi 30. Siêu phong. Một em dáng siêu phong rất là đẹp. Cái này mạnh cây nó bung tược rồi cả nhà ơi. Rồi cao là 69. Rồi hoành là 17, yếu miếng tính 16 luôn cả nhà. Bộ đế cũng rất là đẹp ha. Rồi mã 30 này em giao lưu là 250. 250. Rồi cây 31. Cao là 72. Bệ đế luôn. Rồi hoành 17. Rồi mã 31 này em giao lưu là 300. 300. Rồi cây 32. Cao là 60. Rồi hoành em nó là 17. Rồi mã 32 này em giao lưu chỉ có 200 nè. 200. Rồi cây 33 cũng là cây cuối clip của em luôn cả nhà. Rồi cao em nó là 36. Hoành 17. Đây, đế nè. Rồi mã 33 này em giao lưu 250. 250. Rồi cuối clip thì em cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều thời gian qua ủng hộ giùm em ha. Yeah. Rồi mong cả nhà mình tiếp tục xem và ủng hộ giùm em luôn. Em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho chị Thủy. Xin chào và hẹn gặp lại.